Quay cái dép hả? Dạ dép. Quay rồi phải lấy tập đi nha. Dạ. Còn mấy tàu ba hai ngắn. Ba cái lấy cái ghế. Kéo hậu vậy rồi sao nó ngồi. Trời ơi kéo rồi. Ủa cái kéo khác á. Ủa ớt hả? Ủa ớt hả? Đó mua đó lấy làm gì? Rồi bà. Mua thêm nữa. Dạ. Hả? Ừ. Đâu mua gì mua? Mua gì nữa? Đây còn á. Để qua ở đó. Trời ơi trời, đi ra bước mua gì đi chứ. Cái chày cái con cá sặc cái dòng cá này bán bao nhiêu cái chầu cái này thì 215 ngàn mới là 110 ngàn cái đó nhiều ký 200 gram quên hỏi nhiều tâm nhiêu mấy trăm gram vậy bảy à sao mà hôm mẹ mới mua qua kia rẻ mà cái 100 gram rồi như 40-50 ngàn mà khó đâu bán hoài bữa nào cũng bán đâu có thắng rồi bán hoài bữa nào bán đúng
còn.
Về cái cảnh chợ mùa nước nổi. Cái mùa nước nổi này chắc mới nổi thì nên là cá thấy ít ha. Sáng sớm nhiều. Sáng sớm nhiều.